mà Chúa là Đấng Adam theo ảnh tượng của Ngài. So God was the king of heaven, Adam was the king of earth. Và Chúa là vua trên thiên đàng và Adam là vua trên thế gian, trên trái đất này. And Adam and God had close, precious fellowship. Và thời điểm đó thì đáng nhẽ là ông Adam và Chúa sẽ có một mối liên hệ rất là khăng khít, gần gũi. And we're told that God would come down in the cool of the evening. Và trong Kinh Thánh nói thì Chúa đến gặp Adam vào một buổi tối mát mẻ. And he'd walk and talk with Adam. Và Ngài đồng đi và nói chuyện cùng với Adam. And they were best friends. Và Adam và Chúa là những người bạn rất thân thiết. And then, of course, we know the sad part of the story was that Adam sinned. He rebelled against God. Và sau đó là gì? Chúng ta đã đều đọc và chúng ta biết rằng là Adam đã phạm tội và nổi loạn chống nghịch lại Chúa. And when Adam disobeyed God and ate from the tree of the knowledge of good and evil. Và Adam đã bất tuân lệnh Chúa và ăn cây là về biết sự sự sống và sự chết. Biết tội ác và thiện điều ác. He actually chose to give kingship of the earth to Satan. Và ông Adam đã chọn cái thế gian là cái không trao cái quyền trao cái quyền cho Satan. And then so Adam changed from a king to a slave of Satan. Và cái thân vị cái địa vị của Adam đã được đổi từ vua trở thành đầy tớ của Satan. And this was so sad for God. Và điều này thì đối với Chúa thì thật là đáng buồn. Because God is a king and Adam is a slave, their fellowship was broken. Và đáng lẽ cái địa vị là Chúa và Adam là những người bạn thân.